Thưa bà con chào quý khán giả, với bà con khai thác cá nổi nhỏ trong tháng 9, bà con có thể khai thác được ở khu vực ngoài khơi dùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và Kiên Giang. Bởi theo dự báo của Trung tâm Dự báo Ngư trường Khai thác Hải sản, ở những ngư trường này có nhiều điểm đánh bắt cá nổi nhỏ với năng suất trung bình. Trong đó, dùng biển từ Khánh Hòa cho đến Cà Mau còn có những ô cho năng suất cao màu đỏ như thế này. Bà con có ý định dương khơi trong cuối tuần này lưu ý dùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Kiên Giang. Trời sẽ liên tục có mưa dông, tiềm ẩn nguy cơ đi kèm gió giật và lốc xoáy nguy hiểm. Chưa kể từ ngày mai, gió mùa Tây Nam còn hoạt động mạnh lên, khiến mưa càng gia tăng. Vì thế, để đảm bảo an toàn, bà con cần chuẩn bị kỹ các thiết bị vật dụng trước khi ra khơi đánh bắt. Còn trên đất liền, khu vực đồng bằng sông Cửu Long cũng liên tục có mưa dông trong cả 10 ngày tới. Trong đó các ngày từ ngày 4 cho đến ngày 8 tháng này mưa có thể xảy ra bất chợt, thời gian mưa diện rộng và dồn dập sẽ từ chiều đến tối, cảnh báo có nơi mưa rất to, nguy cơ gây ra ngập úng và dễ đi kèm gió giật sấm sét. Toàn Nam Bộ cũng có mưa dông vào chiều tối mai, còn trước 3 giờ chiều, khu vực này sẽ có nắng và khá nóng. Nhiệt độ cao nhất ở thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và những tỉnh thành khác sẽ dao động trong khoảng từ 32 cho đến 34 độ. Bản tin của chúng tôi kết thúc tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.